Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên, Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe bệnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì mình đi tới đây mình ăn cái phở các bạn. Đó là phở mà làm trong cái tô đá mà nóng thiệt nóng á. Thì 50 phút muốn ăn ở Mỹ mà một chỗ ngon phải đi 50 phút các bạn. Thì mình cùng nhau nãy trước mình là Stone Phở Vietnamese Cuisine. Cái tiệm này nó cũng nhỏ rồi các bạn, nhưng mà nó ăn ngon. Ok, bây giờ đi vô nha. Đây là cái menu các bạn. Stone phở nữa không? Có stone phở, ox phở, stone đuôi bò, đuôi heo gì đây. Hoặc là một cái phở có một con tôm hùm. Thấy không? Đây thì nó bán đủ thứ á. Không biết cái con có con tôm hùm là nhiều, nhưng mà mình ăn cái stone có cái sườn bò, đuôi bò gì đó. Thì ở đây nó cũng bán nhiều thứ. Đây hả? Phở đuôi bò phải stone không? Đặc biệt không? 25 đồng mắc nhất rồi đó. Phải tô này 25 đồng à. Một tô phở 25 đồng, trời ơi mắc quá. Ở Mỹ ăn tô phở 25 đồng mắc quá. Nhưng mà muốn rẻ thì trên đây có tô 15 đồng à. Đây thấy không? Tô là 15 đồng. Đây các bạn, ta tô phở stone ha. Đây, đó là một cái rất nóng các bạn. Nó bằng làm cái tô đá. Bây giờ thấy nó đang sâu sục con. Thì họ bỏ riêng cái này cho mình nè. Để cho đây thịt bò, thấy không? Đó, giờ mình bỏ vô nè. Ồ, quá trời luôn. Một tô này là 30 đô các bạn. Bỏ vô cho nó chín chứ. Thịt quá trời. Đấy, đây thịt bò, bò giò viên, rồi bún. Đó, để cho nó chín trước. Muốn tái thì nhúng ra thôi. Ủa trời ơi, nó sâu sâu sẹo sẹo gần. Đó, ở trong đây á, đây ba cái gầu, cái gân chết gì các bạn. Đó, thấy không? Bỏ bò giò viên vô luôn. Ôi nó đầy quá, để mình để thử sơ chút xíu coi. Để mình thử miếng nước cốt của nó coi sao các bạn. Mời tất cả các bạn, cô chú và anh chị em thử cái bò phở stone như thế nào. Qua nóng luôn. Wow, nó làm rất là đậm đà. Đây thì nó làm nó nổi tiếng cho người Việt Nam mình ăn đông các bạn. Mình chưa có bỏ tương, bỏ gì hết á. Nhưng mà tô nó đầy quá. Đây, trong đây nó có một cái đuôi bò. Một tô này là 30 đô. Các bạn thấy đi. Một tô là 30 đô, nó đáng giá của có 30 đô các bạn. Đó, hôm nay nó chín rồi, mình lấy ra. Để cho nó chỗ nội nó chín quá. Rồi giờ mình bỏ phở vô. Đó. Bún phở trộn lên. Đây là một cái rau các bạn, chắc phải xin nó thêm một dĩa rau nữa. Chứ còn vô đây thì sao ăn. Đó. Mình bỏ cái bây giờ ăn sơ sơ trước đi, rồi mình mới bỏ cái rau vô. Nó làm ở đây hơi mặn. Chắc bỏ rau vô là ok. Đây mình bỏ thêm miếng tương vô. Để miếng tương ở đây để chấm. Đúng không? Đây, tương đỏ, tương ớt nè. Bỏ vô đây luôn. Trời, nó không có ngò gai ta. Chắc cái mùa này hết rồi hả ta. Ok, rồi cho thêm miếng ớt xanh vô nữa. Rau ở đây hiếm quá, trời coi giá giống như nó hư luôn. Múc giá bỏ vô. Đó, ok. Ăn tô phở này là no tới chiều à. Lâu lâu mình mới đi một lần các bạn à, lâu lâu đi ra ngoài, chứ còn ở nhà nấu không à. Nó nấu rất là đậm đà, rất là ngon. Giờ mình ăn thử miếng này coi.
miếng thịt bò nó cắt ra 30, đáng giá của 30 nha. Bò rất là mềm, ngọt, thơm. Tiền nào của đó hả? Ăn tô 15 đô thì nó giá trị của 15 đô. Đây ăn miếng phở rồi. Phở nó còn cứng. Sẵn đây là chút nữa mình review cái này luôn bạn. Thật sự là ăn không có hết nhưng mà đi đây sẵn ăn review luôn. À, ổ bánh mì. Ổ bánh mì nó bán nhiều rồi. 6 đô. Ổ bánh mì 6 đô các bạn, chút nữa review ổ bánh mì này luôn. Đó. Đây là cái bò giò viên. Thường cái bò giò viên này chắc từ Texas hoặc là họ làm luôn mình không biết. Thường cái loại bự bự này là mua Texas. Đây các bạn, mời các bạn nha. Ăn chuối xì, nó mềm, bò viên á. Ăn tô này ăn là không hết rồi. Nước nó còn nóng lắm mà phở nó còn chưa có mềm. Đây nãy thịt tái nãy bỏ vô nè. Thịt quá trời các bạn, 30 đồng, 30 đồng. Đây là cái bao bao tử các bạn nha. Để bỏ này cho nóng. Bây giờ mình review thử cái cục đuôi bò này. Đó. Nhớ hôm bữa nó có cục sườn mà ta, trong đây cũng có ta. Đây mời các bạn ăn đuôi bò nè, đuôi bò Mỹ các bạn, bự không? Ở nhà mình cũng thường nấu kiểu này. Làm miếng nước luôn. Cái đuôi bò mềm, bự, ngon. Này bỏ vô nó nóng. Ô, nước nóng quá. Nguyên cái tô mà sôi sùng sục quá. Ăn vậy là phỏng lưỡi chết cha. Đây các bạn, mình chỉ có review sơ cho cái tô nó còn nguyên xi. Bây giờ mình chơi review cái tô bún bò Huế các bạn ơi. Ôi da nóng quá. Đó, đi review ẩm thực. Hôm nay là chuyển qua cuộc sống Mỹ, đi review ẩm thực luôn các bạn. Cái tô quá bự luôn. Thì coi bên trong nó có cái gì nha. Một cục xương heo các bạn. Hai cục xương heo. Giò heo hai lát chả, một lát chả quế, hai lát chả quế. Đó. Rồi thì cái này phải ăn rau. Đây là chanh rồi rau, nói cung rau ở Minnesota là không có ngon các bạn. Ăn cho có thôi. Ok. Lấy cái mũ này. Đây các bạn, tô toàn tô xe lửa không à. Tô này nó không biết nó nổi nhiêu ta, 10 mấy đồng ha. 15 đô tô này các bạn nha, tại tiểu bang Minnesota. Đó, nó có thịt bò nữa nè. Để mình thử cái nước của nó coi. Nó cũng thơm mùi bún bò Huế nhưng mà nó chưa có ra nhiều. Đây ăn thử thịt bò. Nếu mà đánh giá nước lèo quá, nước lèo phở với nước lèo bún bò Huế, nước lèo phở ngon hơn. Bún này nó mềm không, phở nó chưa mềm. Đây miếng chả quế các bạn. Ngon. Chả quế cũng ngon, thơm. Ừ,
có cay, cái này phải bỏ ớt à, ăn miếng ớt này không có ớt à. Nói chung cái tô bún bò này á là nó lỏng bỏng nhiều hơn, nó không có topping nhiều, thịt thà nó cũng không có nhiều các bạn. Để ăn miếng giò heo coi, giò heo cũng nhỏ nữa. À. Giò heo thơm ha. Nó hơi dài. Cái đùi bò nó mềm, còn được cái da heo nữa nó dai quá. Dài quá, còn phải mềm chứ nữa. Mốt cuộc sống là Nguyễn, cuộc sống Mỹ đặc Nguyễn chuyển qua đi ăn ẩm thực thôi. Dài quá. Mình ăn này chút nữa mình ra qua ổ mì các bạn. Heo dai nha, heo dai, ăn miếng bò. Bò thì mềm. Rồi, giờ chuyển qua review bánh mì. Đây bạn, ổ bánh mì 6 đô. Bên trong nó có cái gì? Nói chung bánh mì đây nếu mà so với bánh mì Việt Nam nó dở, nó có hòn hơn đó bạn. Được cái chả, được cái bánh, cái miếng thịt nguội rồi thôi à, miếng pate thôi à. Hả? Đây. Rồi các bạn nha. Ăn khúc đầu ăn bánh mì không? Chưa rồi mình chồng. Chặn nguyên thế này à. Cắn miếng thứ hai á nó mới trúng. Ba tê. Thịt ngon. Nói chung là bánh mì này nó cũng ăn có tiếng các bạn. Nhưng mà nếu mà so bánh mì Việt Nam mà không biết sao nó làm hơi giống. Bánh mì Việt Nam á bây giờ là gọi là nổi tiếng, bánh mì với phở là hai cái món của Việt Nam thế giới biết tới. Yeah. Nhưng mà nó đi qua tới nước ngoài nó lai rồi các bạn, không có còn giống của trong nước nữa. Nồi đó bên trong nó mới đã nè đó, cái này nó mới bỏ nhiều gì nè, ba tê quá. Ào thấm nó phải vậy á, ăn cũng đã. Mắc ăn quá, không nói lên lời. Trời ơi, đứng này nữa. No các bạn. Ừ.
Ê, chuyển chuyển qua ăn chè. Đây chè ba màu mời các bạn. Được rồi. Vừa mấy đồng ba đồng nữa. Ly chè giờ 5 đồng bây giờ Diễm lên giá. Hồi xưa nó có 3 đô. Nói chung mình à, cũng rất ăn ăn chè lắm nhưng mà giờ nó bỏ ngọt các bạn. Đại khái là nãy giờ là review nè, bánh mì, bún bò Huế, phở nè, còn nóng lắm các bạn, chè nè, đó, no cành hồng các bạn. Thôi mình xin tạm dừng video đây. Chúc các bạn lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại sau nha. Xin chào, tạm biệt và bye bye.